đánh số đi cô chú. Đi cô chú. Dạ con cảm ơn cô. Cô chú ơi, mua một con hàng tỷ cô chú. Chú mua một con hàng tỷ chú. Cô mua một con hàng tỷ cô. Vé số ơi, vé số đây, vé số chiều sổ đây. Cô ơi mua giùm con đi cô. Chúa cây này. Quá ơi, mua giùm con tại với số đây. Lơ bèo như gái. Với số chiều sổ đây. Lan than vượt với chú ơi, đâu. Mua giùm con tại với số đi chú. Không mua mày. Chú đẹp trai quá à. Mới nói cái gì? Chú đẹp trai quá à. Bên số hả con? Dạ. Đây. Trời đất ơi, trời ơi, coi nè. Bà bán vé số nào mới đưa cho nhỏ vé số mà số này sao bán được con? 020202 sao trúng? À, đây, số này được nè. 010101. Số này đẹp, chú mua. Dạ, con cảm ơn chú. Nhiêu tiền? Dạ 10. 15 ngàn được không? Dạ, chú đưa con 10 thôi. Thôi, cho mua 15 ngàn luôn. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. My gen, chú cây này. Lèo bèo như gái. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Ông còn được 3 tờ rồi. Gáng bán cho hết, tặng phụ tiền về cho ba. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Chú ơi mua một con tờ số đi chú. Gáng. Dạ ba. Ra đây ba biểu. Ra đây. Dạ con. Con đi đâu đây? Dạ con đi qua nhà bạn chơi ba. Đi qua nhà bạn chơi? Dạ. Không phải là con nói với ba hôm nay là con đi học sao? Dạ con. Con. Dạ con. Con cái gì? Dạ. Vậy là con trốn học thiệt hết dạng? Dạ con không có đâu ba. Trời. Dạ ơi, con làm ba thất vọng quá dạng ơi. Con có biết ba không ngại nắng mưa gian khổ để lo cho các con ăn học. Còn mẹ con, mẹ con thì làm lụng cực khổ đến nỗi phải ngã bệnh trong bệnh viện kìa. Dạ con biết ba. Đi. Đi luôn thì đi luôn. Bà không muốn thấy mặt con nữa, đi đi. Ba ơi, ba đừng đuổi con. Mày đi đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đồ bất hiếu. Giang. Thiệt ra con trốn học là con đi bán vé số hả Vàng? Ba ơi, con thương ba lắm. Con không phải là đứa con hư đâu ba. Con biết mấy ngày này ba không có việc làm, phải chạy ra ngoài đường kiếm thêm tiền mua gạo về nấu cơm. Đã vậy
mẹ con bệnh nằm liệt giường. Tối tối con thấy ba ăn bánh mì khô mà ba khóc. Con biết ba ngày ba nhịn đói nhờ cơm cho con no dạ. Ba thương con thì con phải biết thương ba. Ba nhịn đói làm sao con chịu nổi hả ba? Nên chưa con không đi học, con lén ba đi bán vé số. Trời ơi tin nè, làm tròn bổn phận người cha, khiến cho các con phải vướng lấy ưu phiền. Ba không muốn đời các con phải khổ, phải gánh cuộc mưu sinh trong gió mưa, trong gian khổ phong. Bằng tình thương chan chứa ba dành cho chúng con, ba muốn riêng mình chịu cảnh gian truân, chấp nhận hy sinh tất cả cho con khờ. Ba đánh con đau lắm không con? Dạ không. Dạ. Ba. Mình ơi, mình có nghe con Dạng nó nói gì không nghe mình? Ba con năn nỉ mà con quý học á, ba trường đi bao nhiêu số của ba nha ba. Con nỉ ba con làm được mà. Con đi bán vé số của ba. Con cảm ơn ba, cảm ơn ba. Ôi, con gái. Chú, chuyện gì vậy anh? Không có. Trời, con ơi con, chú năn nỉ con đó con. Con bán cho chú cái tờ giấy số 020202 hồi nãy mà chú trả lại cho con đó. Sổ rồi chú ơi. Trời đất ơi, chính vì sổ rồi chú mới mua đó. Sao chú? Trời ơi, cái tờ giấy số đó là tờ trúng độc đắc được con. Chú giỡn mà chú. Chú nói thiệt mà. Ba bán cho chú đi, bao nhiêu chú cũng mua hết đó con. Ba, 02, ở đây con có một tờ này ba. Có một tờ ba, này giấy dọn lắm ba, coi giùm con ba. Ờ, cái này là giấy dọn cũ rồi. Cái này mới nè. Giấy dọn mới hả? Mới. Mở nghe. 02 02 không không hay à, trời ơi trời ơi chúng đâu biết đâu con ơi trời ơi chúng đâu biết đâu con ơi trời ơi ơi sao vậy? Cho đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện tình phụ tử, tác giả Tô Thiên Kiều, Huỳnh Ngọc Trinh, với phần trình diễn của bé Kim Vàng và phần trợ diễn của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Trọng Nhân. Rồi, ơi con gái ơi, hôm nay lại làm mọi người xúc động nữa rồi với một câu chuyện về tình cha. Không biết ý kiến của các cô như thế nào, xin mời cô Thanh Hằng trước ạ. Cái tiết mục nó đã có sẵn cái sự cảm xúc rồi. Con có những cái nhịp nhàng mà cái về giọng cổ á, về cải lương nó rất là khó.
Nhưng mà các con á, tuy rằng còn nhỏ mà các con đã chững chạc cái trường canh. Có những cái mà con có nhích chút xíu, nhưng mà con biết được cái nhịp nó sẽ tới đó, nó sẽ xuống cái câu đó, thì con lại kéo gịch lại chút xíu nữa để cho nó đúng cái nhịp. Tuy rằng con khóc, nhưng mà con cũng ráng cố gắng con vô được cho câu vọng cổ. Có nhiều người vừa khóc mà ca không được, mà con khóc thì con ráng nén lại rồi con vô câu vọng cổ rất là tròn. Cái tiết mục rất là dễ thương. Cái phần kỹ thuật thì cô Thanh Hằng đã nói ha. Cô Việt Hương thì lại hơi lấn cấn về cái bản dựng chút xíu. Đối với cái một cái tài năng mà đến tuổi của tụi con mà hát được như vậy là cô đã quý rồi. Nhất là chọn là một cái ngành nghề rất là khó. Nhưng mà cái bản dựng này nó làm cho cô cảm giác nó bị trì và nó hơi cũ. Tại sao một cái đứa bé nó thơ ngay trong sáng như thế mà không lật mở ra trước, thì chỉ là lấn cấn một chút xíu đối với cô Hương về bản dựng thôi. Còn bản thân con là cô Thanh Hằng đã nói về cái phần kỹ thuật rồi ha. Cho nên cô sẽ dành thêm thời gian nữa để cô ở cạnh các cô huấn luyện viên, mình thảo luận với nhau đến khi mà đưa tụi con vô vòng chung kết thì tiết mục nào nó cũng tròn và phải và cái như miệng phải tròn xoe lên, và thật là khó khăn để chọn tụi con ha. Hồi nãy bước vô là cô Hương cứ lấn cấn, ví dụ bán vé số thì sao mà bán dài thế nhỉ, bán hết cho khán giả bao nhiêu đây thì mất hết thời gian của mọi người, mà nó chì cái tiết tấu đi, chị thiếu tí đó thôi Bình Tinh. À, chị khúc khắc cái chỗ đó thôi chị. Đó là những lời ý kiến, những lời đóng góp từ cô Việt Hương dành cho mình. Nhưng mà cái này ấy, giống như là cô Hương đang góp ý cho cô giáo của con là cô Bình Tinh, để lần sau mình dựng thì mình lưu ý những cái điều này, làm cho tiết mục của mình nó hấp dẫn hơn con ha. Chứ còn riêng về phần con, như cô Thanh Hằng nói đó, con ca rất là tốt phải không, canh đúng nhịp nhàng, giọng trong trẻo mà diễn rất là cảm xúc nữa. Chúc mừng con gái với tiết mục này nha. Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Giàu, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Dạ, và con xin hát bài Tiếng Đàn Ta Lư. Trời ơi, kiếm bài nhắc luôn ha, Tiếng Đàn Ta Lư rồi vậy ha.
Con ơi là con, sao mà có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè. Mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngóc lên, ê con xuống con. Trời ơi cái giọng đó mà cao chót vót chuẩn biết nè. Chị giàu ơi chị giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền. Bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói ta lanh quá ha, đặng ta rưng đồ gì. Lát nó không được biết tôi. Trời vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị giàu á chị giàu. Chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em. Mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc giàu má em. Trời cái hơi khủng khiếp. Trời ơi nể phục. Không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa em xin lỗi chị không? Dạ mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Cái vụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi cô Trang ơi. Theo chú á thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành với em nữa chứ. Chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về nhưng mà... Con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó. Tiếc lắm luôn. Chú Chí Thiện thấy sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực và với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại. Hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một tài năng của tôi. Rồi, cả lớp qua đây, đủ chưa? Dạ dạ. Rồi, qua đây, đứng đây nè, nghe. Bây giờ đó, thầy phải chạy qua bên kia, thầy mua vé cho tất cả thầy trò mình về Mỹ Tho. Đợi thầy quay lại, được chưa? Dạ dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Nghe. Dạ. Dạ. Ở đó bụng quá, kiếm gì ăn mấy bạn? Ý có nhãn kìa, ăn nhãn ha. Đi đi đi. Ủa chị bán nhãn hả chị? Ừ, nhãn tiêu ngon ngọt lắm nè. Các em mua ủng hộ chị nha. Dạ. Dạ. Chị ơi chị đẹp quá à. Chắc người miền Tây chắc ai cũng đẹp như chị gì đó, có đúng không? Trời đất ơi, mấy cái đứa này dẻo miệng lắm nghe. Ở miền Tây á, còn nhiều người dễ thương hơn chị nữa kìa. Người miền Tây luôn thiệt thà chất phác. Đất miền Tây thì thơm trái ngọt cây lành. Ủa, các em hôm nay đi đâu mà về đây vậy? Dạ, ngày hôm nay chúng em làm bài tập làm văn tả cảnh quê hương nên nhờ trường đưa về miền Tây để tìm hiểu thêm. Chị ơi, miền Tây mình có chỗ nào đẹp không chị? Chị sinh ra ở Tiền Giang và lớn lên trên chính mảnh đất này nè. Chị có nghe bà và mẹ kể về miền Tây xinh đẹp. Các em có muốn chị kể cho các em nghe không? Dạ muốn. Rồi, chị sẽ kể cho các em nghe. Miền Tây của chúng ta đẹp lắm. Dạ. Lên chị ơi. Yeah. Cảm ơn những khúc nhạc lời thơ, những câu hò điệu ly. Cảm ơn những giai điệu quê hương với tâm hồn người nghệ sĩ mang hơi thở miền Tây đi khắp nẻo quê mình. Hãy subscribe.
Cảm ơn tất cả các con nha. Trước khi mà các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhận xét, thì cô giáo Bình Tinh nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi của học trò mình? Nói chung thì đối với Duyên thì cô có sự yên tâm hơn, là tại vì con lớn nhất, con ý thức được tất cả mọi việc hết. Bây giờ con cố gắng để nghe những lời dạy dỗ của các vị giám khảo đi ha. Yeah. Xin mời cô Thanh Hằng. Con ráng cố gắng. Có những cái thì con ca cũng chính dây, nhưng mà có những cái con giống như nó bị mềm xuống thì nó lại bị chinh dây chút xíu, nó không có được tới dây. Cái đó là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cô gái miền Tây duyên dáng, con có những cái dấu hỏi, con luyến lái những cái dấu hỏi dấu ngã rất là dễ thương. Nói chung là con đã làm tròn được cái bài mà con đã dự thi. Dạ. Cô cũng chúc mừng cho con. Cảm được ơn vào cô trong thì con sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm nhiều hơn nữa khi mình ca trong cái câu vọng cổ. Có dạ. Những hò sự sang xê thì mình ca cho nó đúng cái dạ, có lẽ là nhiều khi bé cũng có nhiều cái áp lực á. Cái giọng của cháu nó mỏng lắm cô. Mỏng. Dạ, thì cách đây khoảng 2 ngày là bé bị khan tiếng, nhưng mà thực sự là hôm nay thì con cũng đã cố gắng lắm rồi. Cô hiểu, cho nên là sẽ càng ngày tiếp thu lời của cô rồi càng ngày càng cố lên nữa nghe con nghe. Cảm ơn tất cả các cô đã góp ý cho bé Mỹ Duyên. Ráng về giữ gìn sức khỏe nha con. Con có một vóc dáng cao ráo, một gương mặt sáng sân khấu, một giọng hát đẹp. Nhưng mà chỉ tiếc một chút là sức khỏe của mình nó không có ổn định để mình có thể hoàn thành cái bài thi của mình một cách trọn vẹn thôi. Chúc con có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình với bộ môn nghệ thuật cải lương này nha. Rồi, cảm ơn con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời các giao tuy giản dị mà ý nghĩa thật lớn lao, nó ca ngợi công giao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Vâng thưa các bạn, công cha lớn như núi, người cha là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho con. Cha nâng niu, ôm ấp, chăm chút cho con. 9 tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chắc chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Để hiểu thêm về công lao dưỡng dục sinh thành to lớn của cha mẹ, sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trích đoạn trong làn điệu Sẩm Thương trong tác phẩm Thập Ân Phủ Mẫu. Xin mọi người cho bé Vi Âm một tràng pháo tay thật to nào. To lên nào. Trời ơi. Úi trời. Chú mẹ kể ngon nguồn không nhói, mẹ kể thấp ấn tu khi
giao xưa vẫn có những câu ca, ngợi ca những người con hiếu thảo, như là đó lòng ăn hạt trà là để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Thế nhưng trong cuộc sống đời thường đâu đó có những người con chưa nhận ra công ơn của cha mẹ và chưa làm tròn bổn phận của mình để cho cha mẹ buồn lòng. Và câu chuyện cổ tích về ba cô gái là một minh chứng cho điều này. Ba cô gái ngày xưa có đôi vợ chồng nghèo, sinh được ba cô con gái. Hôm nay người chồng đã qua đời, người vợ phải nuôi dạy các con khôn lớn. Lớn lên ba cô đều xinh đẹp và đi cưới chồng. Bà mẹ nhớ thương con, thấy trong lòng mệt mỏi nên gọi sóc lại: sóc con ngoan, sóc hãy mang thu đến chỗ có con ta và bảo với chúng là ta bị ốm nhé. Sóc bảo là vâng ạ. Nói rồi sóc chạy đi. Nhanh lên, mình vừa tới nhà chị hai thôi. Tới nhà chị hai rồi. Chị hai ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị hai đang ngồi cọ chậu. Thế à sóc? Chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải cọ hết cái chậu này. Sóc tức giận: Thương mẹ còn cọ hết cái chậu này thì chị hãy biến thành con rùa đi. Ngay lập tức chị hai biến thành con rùa. Hả? Biến con rùa rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị ba thôi. Tới nhà chị ba rồi. Chị ba ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị ba đang ngồi xe chị. Thế à sóc? Chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải xếp cái chị này. Sóc tức giận: Thương mẹ còn xếp cái chị này thì chị hãy biến thành con nhện đi. Ngay lập tức chị ba biến thành con nhện. Hả? Biến thành con nhện rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị út thôi. Vừa chạy sóc vừa nói: bà ơi, bà đợi con nhé, con sẽ mang chị út về cho bà. Tới nhà chị út rồi. Chị út ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị út đang làm bánh. Thế à sóc? Chị về liền ngay. Chị út đúng là một người con hiếu thảo. Qua câu chuyện này, chúng ta đã rút ra một bài học lớn, đó là phải luôn hiếu thảo và phải biết ơn cha mẹ, thế mới là người con ngoan. Phần dự thi của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Trời ơi, tuyệt vời. Không thể nào tưởng tượng được một cô bé nhỏ xíu như thế này mà có thể vừa hát vừa dẫn chuyện rồi kể chuyện mà không dấp một chữ. Nguyên một cái tiết mục rất là dài, rất là nhiều câu, nhiều từ mà con nói không có dấp một chút nào hết. Con học lâu không con? Dạ, cũng hơn 2 ngày là con thuộc rồi. Ôi, 2 ngày thôi mà con thuộc như vậy rồi đó. Quá giỏi luôn. Trời ơi, sợ quá. Tôi sợ quá rồi. Trời ơi, sao mà hay quá vậy? Dạ, sợ thiệt luôn á. Dạ, cô Việt Hương. Vị già ơi, con có biết là con thuyết phục lắm không? Con là dùng lời nói để thuyết phục người khác. Con ơi, hôm nay con mở live show của con hả? Phải không? Con hiểu live show là gì không? Tức là mình mở nguyên một chương trình, mở đó mình là vai chánh, mình hát, mình đàn, mình múa, mình dẫn chương trình, mình làm hết từ trên xuống dưới luôn đó. Ba cô gái luôn. Một mình con bao sân hết á. Phải không? Dạ phải hả? Trời đất ơi, quá trời ơi. Đại ơi, hôm bữa đó Hương á là chấm bé này vào á, là Hương chấm về cái phần nói. Thì Hương mới nói là Hương muốn cho em nó làm một cái chương trình thời tiết hay thời sự về dùng miền. Thì hôm nay á, Đại khôn khéo luồn lách vô và biết được em ấy biết hát, cho nên hát một cái loại ca rất là chạy cái chiếu, xong con ngồi con lớn hơn cái trống có chút xíu à. Cho nên là hoàn toàn thuyết phục bởi một bé chỉ 5 tuổi rưỡi mà con làm như là cái live show của con vậy đó. Con làm rần rần mà con rất là thu hút. Quan trọng á, hát là có nhạc,
nhảy là có giai điệu ha, biểu diễn như là bên cô Bình Tinh là có múa mai xoay cuồng đúng không? Còn con là đơn thân độc mã, để mà con nói thuyết phục rất là khó ha. Cho nên trong lòng của cô với một cái đứa bé 5 tuổi rưỡi này nên tiếp tục bước vào vòng kế tiếp. Tuyệt vời, con là siêu nhí. Dẫn chuyện đàng hoàng tử tế sau vô giọng của bà già ra làm sao? Nhất là cái chỗ qua nhà chị hai, chị hai đang ngồi cọ trậu, gặp cô là cô nói chọ cậu rồi đó. Tại vì rất là dễ bị nói lẹo lưỡi. Và những cái người diễn viên, chắc cô Việt Hương biết đó, diễn viên sân khấu, người ta tốn mấy năm trời để người ta học đài từ tiếng nói sân khấu. Còn con gì đâu mà mới 5 tuổi mấy mà ngồi cọ trậu rồi đi qua chị ba ngồi xe chỉ. Trời ơi. Chú Quang Lê phải thêm cái điều này, là con biết cái vòng đầu tiên đó, là lúc đó đó là chú chấm nghiêng về cái giọng hát, là chú đã nghĩ là giọng hát thì không ổn cho mấy. Tuy nhiên con phải cảm ơn cô Việt Hương, vì chính cô Việt Hương đã nhìn ra cái khiếu nói của con. Con thao thao bất tuyệt một tràng mà con không vấp một lời. Nó con quá giỏi, giỏi lắm luôn. Vô. Chung là vô rồi. Chúc mừng con gái yêu, chắc chắn là mình được vô vòng trong rồi đó. Chạy lại ôm thầy giáo quốc đại của mình nào. Đây. Chúng ta vừa chứng kiến 4 phần thi của 4 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Và trong khi chờ đợi quyết định từ ban giám khảo, chúng ta hãy đến với những món quà đặc biệt mà các thầy cô chủ nhiệm và các thí sinh của chương trình dành tặng cho ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Đó là những màn trình diễn kết hợp của thầy cô chủ nhiệm và các bạn thí sinh trong lớp học của mình. Và mở màn cho chuỗi quà tặng đó sẽ là tiết mục đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh và các học trò.
Thưa quý vị, một tiếp một thật là dễ thương đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh. Đây là những học trò của lớp dân ca cải lương trong chương trình thử tài siêu nhí. Đây, bạn Thanh Trung, Kim Vàng, Đào Đẹp, Tuyết Nhi, Đào vừa đẹp vừa hát hay, Kim Anh, Kép Đẹp, Trọng Nhân. Xin mời giám khảo Thanh Hằng nhận xét về tiết mục nhóm của lớp của Bình Tinh. Nhìn lại cái tình thầy trò, nó đẹp làm sao đâu. Trong thời gian qua, sự huấn luyện của cô giáo Bình Tinh đã để lại cho các con những cái gì kỷ niệm đẹp, những hành trang để các con tiếp bước theo trên con đường mà các con đam mê. Sau giờ học rồi, các con cứ ngồi nghĩ lại, nhớ lại những giây phút nào, giờ phút nào cô đã luyện tập và tập cho các con, nấn nót cho các con từng lời văn, từng câu ca, từng bộ vũ đạo. Thì các con nhớ lại đó, đem hành trang đó tiếp tục theo cái niềm đam mê của các con nữa. Đội của cô Bình Tinh thì hôm nay các con rất là dễ thương, nhẹ nhàng, tuyệt vời. Cảm ơn cô Bình Tinh, huấn luyện viên Bình Tinh đã tạo cho chương trình thử tài siêu nhí những tiết mục rất là đẹp. Những tâm tình của Đoan Trang, Việt Hương, Quang Lê đã gửi gắm qua lời bình luận của cô Thanh Hằng và đối với Quang Lê. Hay. Dạ con cảm ơn cô. Giỏi. Đoàn kết. Đó trời. Con cảm ơn cô. Hay, giỏi, đoàn kết. Nồng nàn hương lúa đồng quê, ngày mùa vất vả lúa về đầy sân. Đồng xa cho đến ruộng gần, lúa vàng chảy thẳng hương nồng cốm quê. Có vui xả cánh bay về, tình quê hương lúa như mê hoặc lòng. Bóng ai ngả lộng trên đồng, hiu hiu gió thổi tóc bông bần bay. Cánh đồng lộng gió chiều nay, lâng lâng bỗng thấy như say cả làng. Bình minh lên trên cánh đồng xanh, có đàn cò trắng bay bay, có con trâu đang đi cày. Xa xa thấp thoáng cánh diều, hò vui hò vui ơi hò. Quê em có cánh đồng xanh, trường vàng tin bà bao la. Phần không
thể thiếu trong cuộc sống, đó là bát cơm, hạt gạo chúng ta hay ăn buổi sớm chiều. Đó là muôn vàn các loại bánh trái ngọt ngào, thơm mát cả một thời tuổi thơ, như là bánh trưng, bánh dày, bánh giò, bánh bò, bánh xèo, bánh bèo, bánh nồng, bánh ướt, bánh ít, bánh ú, bánh đúc, vân vân. Cây lúa là biểu tượng cho nền văn minh lúa nước, cho đất nước Việt Nam, với hình ảnh hai bông lúa trên quốc huy. Cây lúa và hạt gạo không chỉ mang lại sự no đủ, mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Cây lúa tượng trưng cho tâm hồn con người Việt Nam, mềm mại, dẻo dai, cần cù và giàu tình yêu thương. Đó là một chàng lang liêu trong sử tích bánh trưng, bánh dày đã dùng hạt ngọc lúa gạo tạo ra bánh trưng, bánh dày dâng lên cho vua cha, nhằm thể hiện lòng hiếu nghĩa của một người con trai đối với đấng sinh thành. Đó còn là sự cần cù, chịu thương, chịu khó của người nông dân. Cày đồng đang đuổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, là tình yêu thương ngọt ngào của mẹ dành cho con. Lúa làm cho đất nước ngày càng thêm trù phú, cuộc sống của người nông dân ngày càng no ấm. Lúa góp phần tôn vinh dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị, đó là tiết mục Lúa mà cô bé dễ thương Vĩ Dạ cùng với các bạn nhỏ của nhóm thiếu nhi Sido đã mang đến cho chúng ta. Cảm ơn các con nha. Các cô chú thấy thế nào? Cô hơi tiếc chút xíu là lúc diễn mà cứ nhìn qua nhìn lại mắt láo liền chút xíu thì nó mất cái độ tập trung thôi. Mai mốt mình phải để ý chỗ đó nghe con. Còn về phần biểu diễn của con, cô luôn luôn ấn tượng cái phần dẫn dắt, cái phần MC của con. Lên giọng, xuống giọng, đọc với tất cả cái cảm xúc của mình, đầy xúc cảm. Và cô nghĩ là trong tương lai con rất là có khả năng trở thành một cô giáo dạy văn, hoặc là một nhà thuyết trình, hoặc là một sướng ngôn viên. Nếu con cố gắng, con sẽ là một cô gái rất là thành công trong tương lai. Chúc mừng cho tiết mục của con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Nói chung lại là bây giờ đó, không phải là chú ghiền con rồi. Con biết không, là bao nhiêu năm nay chú không có ghiền một cái người nào mà nói mà nó sướng như con đó. Vậy là chú bây giờ chú là fan hâm mộ của con luôn á. Giờ cho nhiêu điểm cô Hương? 10 điểm. 10 điểm cô Hằng nè. Tiết mục bữa nay cô cũng không cảm thấy không đã gì mấy, cho nên con bị lơ là chút xíu đó. Sao không có lỗi nào trong cái thoại của con, nhưng mà cái lúc mà con diễn trong cái tiết mục đó, dạ, nó con có cái sự hơi lơ là chút xíu, nó không có được gọi là tập trung vô. Phải gửi con 9,75. 9,75 cũng là một điểm số rất là cao rồi ạ. Mình còn điểm số của chú Quang Lê với cô Đoan Trang mình chưa biết nữa mà, đúng không? Ẩn số. Dạ, vẫn còn là ẩn số. Đời trái xa gì
lòng trung của tướng quân. Gọi hồn thiên núi sông ghi vào lòng. Bây giờ tan quân, bây giờ phạm cử chích lễ tân giờ mau đến cửa sông bấm nhân Huệ Dương ta sẽ đến. Không, bệ hạ, không. Đi ngay, bệ hạ. Đây là lệnh. Bệ hạ. Đi. Xin lệnh tôn lệnh hạ. Quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bảo Táp Nguyên Phong với phần dự thi của bé Trọng Nhân. Con biết không, kỳ trước đó là đu đeo bay lên hạ xuống thót tim làm quá trời, kỳ này ra hát đứng sang trọng, hát cho vừa lòng cô Thanh Hằng. Kỳ trước cô Thanh Hằng sợ là mệt hát không được, hôm nay hát xong hết bắt đầu qua đấu. Mà con có biết không, cô nghĩ là nên đem con đi biểu diễn ở các cái trường để cho các bé học lịch sử ha, lịch sử sống coi mà đã dễ sợ luôn á. Coi vậy trời thuộc liền, thuộc lịch sử gần mai trả bài thuộc liền luôn. Mà cái cỡ tuổi của con mười mấy nữa là các em chịu lắm. Mà biết sao không, cái số kép con mời ông sang quá. Ừ. Cái mặt á, mặt vuông chủ điền, mặt kép, mặt kép sang lắm. Giọng cũng kép và tướng tá kép. Mà cái mặt diễn rất là bình tĩnh. Thêm cái nữa là con được học thêm sự vũ đạo rất là tuyệt vời.
không phải đơn giản mà để tụi con được biết múa bộ các anh mà trước con đó ha. Hiện tại bây giờ chưa chắc gì các anh lại có một cái bộ vũ đạo giống như là con hiện tại bây giờ con đã được. Về chuyên môn con đã o bế cái câu vọng cổ, mà cái câu vọng cổ cái vế đầu con vô nó còn hơi bị chênh lệch chút xíu à. Cái vế sau con rất là ngọt, mà cái nhịp của con mặc dù con không có bóng bẫy về nhịp nhàng, con ca khuôn khổ, nhưng cái khuôn khổ trong đó con nhấn nhá cái chữ và cái văn từ, cái chính tả rất là đúng, không có sai cái gì cả. Con biết không, khi mà cô được ngồi ở đây á, cô cảm thấy mỗi ngày cô yêu cải lương hơn. Cô ước mơ có một ngày cô được hát cải lương và được có một cái vai diễn để được mặc cái bộ trang phục cổ trang này và được diễn xuất những cái vũ đạo của Hồ Quảng. Và cô rất là trân trọng công sức của cô Bình Tinh dành cho các con. Tuy nhiên, theo cá nhân của cô thì cô hơi tiếc chút xíu. Tiếc rằng mấy tuần nay liên tục cái mô típ đi quá giống nhau. Cũng là có những cái người giặt, rồi con lại dùng vũ đạo để đánh. Thì cô cảm nhận là những cái đánh võ đó nó bắt đầu xìu đi. Con có nhớ những cái tuần trước không? Cô đi bằng gối cô cho điểm con nhớ không? Dạ nhớ. Cô dùng hết sức lực của cô để cô la lối Hồ Quảng, con nhớ không? Dạ. Nhưng mà lần này cô hơi xìu chút xíu, bởi vì tất cả những điều đó mình đã thấy qua hết rồi. Cho nên cô ước gì thầy trò của con đổi chiêu chút xíu để cho người ta ấn tượng con hơn nữa. Còn bây giờ con vẫn ấn tượng với những cái vai diễn rất là chính diện, nhưng mà nó cũng như thế thôi. Cho nên cô mong là cái sự đầu tư về ý tưởng nó phải hơn nữa để cho con có cơ hội được thể hiện nhiều cái màu sắc, để cho con học được nhiều bài học hơn trong cuộc chơi này. Cảm ơn giám khảo Đoàn Trang. Đây là một cái lời nhận xét góp ý và là một cái lời gợi ý rất là giá trị. Nếu như mà bé còn sẽ được góp mặt ở những vòng trong nữa đó, thì có thể Bình Tinh nhớ cái lời của Đoàn Trang ngày hôm nay để có thêm ý tưởng cho phần tiết mục của con nha. Xin mời Quang Lê. Những cái vai cổ con làm rất ra rồi. Bây giờ chúng tôi muốn thấy con ở một cái hình hài khác. Tại cái này nó bị lặp lại đúng, Trang nói đúng. Nhưng mà hôm nay chú phải khen con, bởi vì hôm nay giọng con ca rất rất là tuyệt vời, xuống nhịp rất là chắc. Và con biết là bây giờ chú phát hiện ra cái là trong cái giọng con nó rất là sở hữu một cái gì đó riêng biệt. Giống như là giọng của chú Thanh Sang vừa cất lên biết ông Thanh Sang, Minh Dương cất lên biết chú Dương. Phải khen con nha, con có cái giọng rất đặc trưng nha, con mừng đi đó. Mừng đi đó. Con ca là tao biết con là cứ cất mừng lên là biết Trọng Nhân ha. Yeah. Rồi. Và điểm số từ giám khảo Quang Lê dành cho bé Trọng Nhân là bao nhiêu ạ? Thế này, chú thích con toàn diện ha, chú cho con 9 điểm. Nhưng con bắn cái câu vòng cổ đúng mục tiêu, chú cho con 50 cent nữa là 9.5. Chưa, con thể hiện tốt chú cho con thêm chấm 5 nữa. Nhưng nữa chú chỉ trừ một phân nửa của chấm 5 thôi. Là vì con lặp lại cái tuần này nhiều lần rồi ha. Vậy là con được 9.75. Dạ, cảm ơn chú. Riêng cô thì cô nghĩ là trong cải lương nó sẽ có những cái màu sắc. Kỳ trước con là một cái ông hiếu nhi ha. Vũ đạo của con nó khác hẳn. Và vũ đạo cái này là vũ đạo của tướng. Không chừng cô sẽ mời con để biểu diễn ở một cái trường giống như là mình cho các em gần với lịch sử và với cái hình ảnh của con, với cái số tuổi của con, thì các em sẽ rất là thích. Cho nên cô cho con 10 điểm. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Thu qua hè mảng đông tới, cho đến khi cánh tàn bước vào xuân. Bao năm tháng mong tình, nhưng giờ dường như mãi xa muôn trùng. Đời mù đuôi ngàn tay kiếm đưa tới, mong có ai thương giùm đời này. Cầu Minh Quang giúp tôi tương phùng Quang Nhi, Quang Thiên lễ tràng đêm ngà. Dạ tới rồi, dạ mời ông. Bấm gia gia đã tới, đẩy đồ cho ta. We'll be right back.
Dạ. Tới rồi ông ơi. Tới rồi à? Dạ. Ông chờ con chút xíu, con vô con thưa với mẹ con rồi con ra con bẩm lại với ông. Nhà mình. Mẹ ơi, con dẫn ông Quang về tới rồi đó mẹ. Hải Thọ. Dạ. Con về rồi đó hả con? Dạ. Con à, con hãy ra bảo với ông Quang ấy rằng, dạ, nếu phải là bao công thì phải chung vô lò gạch, chứ mẹ tôi không rảnh mà ra. Mẹ nói chơi hay mẹ nói thiệt mẹ? Mẹ nói thiệt. Cho chung vô. Đi đi Thọ. Đi đi. Dạ đi. Con vĩnh biệt mẹ. Vĩnh biệt lò gạch thân yêu. Tự nhiên đi cái dùng vĩnh. Thọ. Con là ông. Ông ơi, chuyện gì vậy Hải Thọ? Mẹ con nói nếu ông đúng là bao công, ông chui vô lò gạch đi, chứ mẹ con không có rảnh đâu mà ra. Ngã thân nhị lôi tâm khỏi dân kỳ thân quả phát liên à. Ngã bổn quan vô sông hữu hoa phiền phá huyền tiểu môn hà đắc nhập mơ. Ông thương tình mẹ con giùm đi, mẹ con bị quan ông ơi, mẹ con tội lắm ông ơi, ra giúp giùm. Thôi được rồi. Yeah. Hải Thọ. Dạ Thọ, con có dẫn đường cho ông. Dạ. Nhà con hơi khó vô, ông chịu khó đi với con nha. Thì bà mời ta vào đây làm gì? Nếu phải là bao công thì phía sau ốc phải có ba đông xương y nguyệt tam sao. Tại sao?
tại sao bà biết bao công ta của ba đất Sơn Yên Nguyệt Tam Sa? Chỉ có thần Đông Nhạc mách bảo nên ta đây mới biết. Thần Đông Nhạc, thần Đông Nhạc, thần Đông Nhạc à. Bổn quan đã quỳ rồi, người mau mau khâm nghiệm. Hải Thọ. Dạ Thọ đây. Ông quan ông quỳ ở đâu vậy con? Dạ ông đang quỳ trước mặt mẹ. Mẹ ơi. Vậy à? Dạ. Dẫn mẹ đi con. Dạ đi. Tới giờ đó mẹ. Cho ai gây bài đắng cay.
Rồi từ đó ta phiêu bạt khắp nơi, mai nhờ Quách Hải Thọ con nuôi mà hiếu ân như trời bể. Ta mới được sống còn chờ bao chuẩn để bài phân. Lòng nương nương thân nghe bóng dân niềm thương, phần đồng cung dấu tích chỉ nơi mình vàng. Tráng cao mặt chữ là dòng đương kim, tống dương lưu đời sau. Tấu lĩnh bà vụ án bích dân công, thần sẽ điều tra sáng tỏ. Nếu sự thật không phơi bày lên sáng, bao trận sinh thề sẽ tư quan trao ân. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bao Công Vô Lò Gạch với phần trợ diễn của các nghệ sĩ Chí Thiện, Bạch Lợi, Trường Lộc và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Cảm ơn các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho bé Trọng Nhân với tiết mục này. Mời ý kiến từ cô Việt Hương. Tất cả những cái kỹ thuật biểu diễn đối với một cái đứa bé mười mấy tuổi như con thì về hình thể tốt, những cái lắc râu, lắc đầu, những cái đi chân chỉ thiếu một chút xíu, đó là nội lực của một người diễn viên đóng cái vai đa nhân cách trong người lúc đó. Thì cái thần thái và cái cốt cách của ổng chưa cho tin được một cái ông quan thượng triều cao nhất, đó là kinh nghiệm cuộc sống. Từ từ, riêng cái nghề này nó giống như là mài cái viên kim cương vậy con. Càng mài dũa thì nó ra tám ngạnh, rồi nó ra trái tim, rồi nó ra hình mũi tên, gửi ngàn nụ hôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Đây, bây giờ mình mời cái người mà gạo cội của cái lương luôn nè, cô Thanh Hằng. Con đã đảm nhiệm cái vai này nó quá nặng, nhưng con đã làm được và tròn. Cái ông này, ông thần thái, liêm minh, chính trực. Những cái mà thần sắc cái gì, hãy để đó cho ta, bước ra nhạc lên một cái rồi. Con mắt con phải thần, tự giới thiệu. Tôi là một người cầm cán cân công lý cho tất cả thường dân. Rồi khi mà con bước vào cái lò gạch như vậy, đi vô là phải coi ý tứ đàng hoàng. Phủi ra, đi vô từ tốn, từ từ cuối đầu qua bị cái lò gạch nó nằm, nó mà phải nằm có một tí không? Gọi là khoan thai trong cái khoan ánh mắt thai, hiểu không? Ổng giặc nhắc nhở cho con thôi, cái đó là chi tiết. Chúc mừng con làm được thành công lắm rồi. Giờ mời cô Trang nè, coi như là mình một khán giả mình thưởng thức một tiết mục cải lương tuồng cổ với phần trình diễn của bé Trọng Nhân, thì cô Trang thấy sao? Con là một thí sinh độc nhất vô nhị tại thử tài siêu nhí, bản thân cô sẽ cho con 10 điểm ngày hôm nay. Cảm ơn cô Đoan Trang. Còn chú Quang Lê, sau khi nghe hai cái bà hai bên nói quá trời nói, giờ chú Lê thấy làm sao? Diễn xong thấy tức lắm, tại vì đang giải quan cho cái bà này mà chưa giải mà hết rồi. Bây giờ chú cho con điểm rất là cao, nhớ vòng sau giải quan cho bà nha. Dạ. 10 điểm. Giải quan cho bà cũng không phải là chuyện đơn giản đâu anh. Ồ. Là tại vì khi mà về tới triều đình là phải trải qua rất nhiều cái mâu thuẫn. Kể nữa hả? Kể nghe nè, thời đại internet, Google, YouTube một cái là sợ nó ra một chục tuồng như vậy. Tưởng bà nói gì bà kể cứu. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn quý vị, chúc. Dạ, con xin kính chào cô chú ban giám khảo. Con tên là Trương Trọng Nhân, 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin hát bài Ca Đất Phương Nam.
trời xanh mây trắng soi vòng cửu long giang, mênh mông rừng tràm bạc ngàn dừa xanh. Mừng con trai. Trời ơi, với cái áo bà ba, với cái khăn rằn hát cái bài này, cộng với là cái phong cách của con nó chân chất, nó mộc mạc, dòm đi như là một ông hai lúa nào tự miền Tây mới lên đây đứng hát vậy đó. Rất là dễ thương. Ban giám hiệu thấy sao? Mời cô Thanh Hằng ạ. Con có cái chất giọng dân ca rất là hay, rất là sáng. Thì cô hy vọng con sẽ được vào bên trong. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Con mình hát mấy cái bài nhạc với giai điệu quê hương dân ca vậy nè là hay lắm rồi. Nhưng mà con có biết hát giọng cổ không? Biết luôn hả? Tặng cho mọi người đây một câu được không? Quê của bà tôi nằm sâu nơi chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoài muốn hoài về. Tại vì con có những cái mà khi con ngâm khó quá, con có những cái luyến lái nó chính xác, nó không có bị phô. Khi mà đẹp con lắm. Hát giọng cổ, chú Nghĩa nghe còn thấy hay hơn. Cái chất giọng rất là chân phương, phù hợp với lại giọng cổ rất là cải lương. Mời chú Quang Lê ạ. Khi mà con bước ra con ca tân nhạc thì thật sự là không thuyết phục chú. Chú nhận được là trong cái giọng con có một cái gì đó đặc biệt, nhưng mà không dành cho dân ca hoặc tân nhạc. Tại vì con ca mà giống như con nói vậy đó. Chú hỏi với cô Việt Hương cũng đồng tình với chú điều này. Thì chú ngồi chú suy nghĩ là chắc con phải có giấu một cái tài năng gì khác ngoài cái tân nhạc hoặc là một cái bài ca quê hương. Khi mà con xuống cái vòng cổ đó thì cái cảm giác của chú lại thay đổi. Chú dành cho con một phiếu, nhớ không đi tân nhạc, cổ nhạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Cô Việt Hương có ý kiến gì không ạ? Cô cũng có từng được diễn cái bài này chung với đội nhóm rất là nhiều. Cô với chú Quang Lê có nói là chưa thấy được cái sự mượt mà hào sảng nó ở miền Tây. Nhưng mà tự nhiên nãy chú Nghĩa cứu con một bàn thua trông thấy. Khi con hát câu cải lương, cô chịu liền, quay vô bình tĩnh, đá lòng nghe phạt phạt. Cô bình tĩnh, thế sao cô bình tĩnh? Đá lòng nghe luôn á. Khi mà nghe con ca thì cô bình tĩnh cũng nhìn xuống, nhìn chú Lê với cô Việt Hương để coi cái phản xạ của cô Hương có giống cô bình tĩnh không. Là cái chất giọng của con thì lạ thì có lạ, nhưng mà cô thì cô lại mong ở con có một cái gì đó nó hơn chút xíu nữa. Nhưng mà khi con ca giọng cổ á thì cô thích. Tố chất của mình là mình rất cần cái những giọng ca lạ. Dạ. Không giống ai hết. Rồi bây giờ nữa cháu nó được hay tốt hay đẹp hay không á là do cái sự huấn luyện của thầy cô. Nhưng mà trước khi đó đó thì phải coi ban giám hiệu mình đồng ý hay không cái đã. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Quang Lê. Chú đã đồng ý. Đã đồng ý. Cô Duy Cương. Cô đồng ý. Chúc mừng con về với lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh. Thank you.
con gái, mình qua mình coi căn nhà khác được không con? Sao con cứ nhìn chăm chăm vô cái ngôi nhà này hoài vậy? Ông ơi, em cho con ở nhà này đi ông. Con muốn ở nhà này hả? Nhà này con sẽ buồn đó. Bởi vì chỉ có một mình mẹ con thôi. Cha thì đã mất rồi, bà ngoại thì cũng mới vừa qua đời. Con ở trong đó cô đơn lắm. Ông ơi, nhưng con thấy mẹ Trang cô đơn, con thương mẹ Trang. Ngày nào mẹ Trang cũng viết thư cho bà ngoại hết á. Để con đọc cho ông nghe nha. Ừ. À mẹ ơi, cháu mẹ hôm nay tròn 5 tháng rồi đấy. Trộm vía con bé khỏe lắm, mẹ đừng lo mẹ nhé. Hôm nay con tăng ca, mang thêm chục cái áo, kiếm thêm chút tỉnh, chờ ngày con bé ra đời. Mùi dầu mái may, mùi vải công nghiệp, mùi ngọt ngào của hàng trăm con người chen chúc trong cái xưởng bé xíu, nên con cũng hơi mệt một chút. Nhưng không sao, tăng ca về trên xe buýt, dầu che lớn hơi đông, dầu đường về hơi xa, nhưng mọi người đều nhường chỗ cho con ngồi hết. Sài Gòn tuy đông đúc, nhưng tấm lòng vẫn ấm áp lắm mẹ ạ. À mẹ ơi, con nghén thịt nghén cá lắm. Về đến nhà nhìn thấy miếng xương lúc chiều, con lại ngấy chẳng muốn ăn. Con phải ít sữa ông thợ công ty cấp đầu tháng uống cho đỡ đói, vậy mà con bé nó khỏe lên liền. Chắc cháu ngoại của mẹ có hiểu, sợ con tốn tiền đấy mà. Nó còn đạp con mấy cái đau điếm vậy đó. Cái con bé này chắc là vướng bệnh lắm đây. Mẹ ơi, đêm nay trời nhiều sao lắm mẹ à. Y như ở quê mình hồi xưa vậy đó. Con thường nhớ khi còn thơ bé, ấm êm trong vòng tay mẹ. Con thường gối đầu lên đùi mẹ, nằm trên chiếc phản ngoài sân, rồi hai mẹ con mình cùng đếm sao. Rồi khi con lớn lên rồi xa mẹ đi vào thành phố, mẹ nắm tay con bảo là nhớ mẹ thì nhìn lên trời đếm sao. Mẹ ơi, sống ở cái xóm nhỏ gầm cầu ẩm thấp giữa Sài Gòn hoa lệ này, con thấy cũng ổn lắm mẹ ạ. À, ở đây chẳng có cao ốc chọc trời, chẳng có đua chiên ồn ả, chỉ có trời có sao, có mẹ trên trời cao ngày ngày dõi theo con phải không mẹ? Ông thấy chưa, mẹ chắc tội nghiệp lắm. Ông cho con ở với mẹ cha nha ông. Thôi được rồi, con hãy đi xuống dưới, con tìm hiểu mẹ Trang con nhiều hơn nữa nha. Dạ, con cảm ơn ông. Ừ. Oh yeah. Yeah. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi. Con không có mạnh mẽ như bề ngoài vẫn cố. Suốt cuộc đời này, mẹ yêu thương con bằng những tình yêu vô bờ, bằng những răn dạy đúng sai, để rồi con trao tặng yêu thương cho một kẻ sở khanh chẳng đáng gì. Chẳng như mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện, vậy mà ngày xưa con lại non nớt dại khờ, con lại không biết rằng mình đã từng có một tài sản vô giá đến như thế nào. Để rồi giờ đây, khi con chẳng còn gì, người ta bỏ con đi, thì nhìn lại, mẹ cũng đã chẳng còn bên cạnh con nữa. Chẳng còn những đêm mẹ chải tóc cho con dưới ánh trăng thầm thì, mặc kệ người đời tham vọng giàu sang, con gái này chỉ cần sống hạnh phúc là đủ. Chẳng còn những lần mẹ tiện con vào thành phố, dúi vào tay con dăm ba chiếc bánh quê nhà thủ thị. Trên đời này không phải ai cùng thức với con, và đừng đời không phải chạy toàn hoa hồng. Hãy luôn mạnh mẽ, biết thích nghi cho mọi hoàn cảnh, và chấp nhận khó khăn để đứng lên. Dù con có đi đâu, về đâu, thì mẹ cũng bên con, chờ đón con trở về. Nhưng mẹ ơi, bây
không? Bây giờ con phải tự lo toan cuộc sống một mình, tự vui buồn một mình, vì con không còn mẹ bên cạnh nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Chỉ có một lần là mẹ không ngăn con khóc, là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Mẹ à, ở thế giới bên kia mẹ yên lòng mẹ nhé. Mẹ đừng vội vã lo cho con gái nữa. Con gái mẹ mạnh mẽ lắm. Con gái mẹ sẽ sống thật đàng hoàng và nuôi cháu gái thật tốt. Khuya rồi mà cháu gái của mẹ còn đạp đất mạnh, chắc là nhớ bà ngoại rồi đây. Con gái à, thiên thần bé nhỏ trong bụng mẹ ơi, ngủ ngoan con nhé. Trời Sài Gòn đêm nay nhiều sao lấp lánh, như bà ngoại đang vỗ về giấc ngủ của hai mẹ con mình. Mẹ ơi, con muốn về nhà, thêm vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi, con muốn về nhà, sao con càng lớn đường về càng xa. Mẹ ơi, cuộc đời quá sâu, chẳng vòng tay nào ôm con thật lâu. Mẹ ơi, con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng giống như mẹ đâu. Ôi à mẹ ơi, con gái mẹ lớn thật rồi. Xưa buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai. Con càng lớn đường về càng xa.
Chúc mừng con gái Vĩ Dạ đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu, sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ Hoàng Mèo và đặc biệt là sự hỗ trợ của nghệ sĩ Vân Trang. Wow, hôm nay con rất là may mắn nha khi có hai cô chú nghệ sĩ gạo cội để cùng diễn với mình trên sân khấu. Hỏi thăm cô Vân Trang chút xíu nè. Khi cô Vân Trang tập luyện với bé Vĩ Dạ thì cô Vân Trang nhận thấy ở bé này như thế nào? Dạ, lời đầu tiên thì Vân Trang xin được chào ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Dạ, có thể nói là em bị bất ngờ đó anh. Lần đầu tiên mà gặp cô là đã đọc nguyên một bức thư đó cho cô nghe. Thì thật sự là bé đọc rất là truyền cảm, lên giọng xuống giọng mà không có phải cầm giấy đâu nha. Có nghĩa là thuộc, mà mẹ nói là chỉ có học có 2 ngày thôi đã thuộc cái bức thư đó rồi. Rồi quá trời là khâm phục luôn, bởi vì cô Trang mà học thoại thì chắc cũng không có được như con đâu. Bé học lâu lắm chứ không có nhanh như vậy. Bé rất là có cảm xúc nữa đúng không? Đặc biệt là với cái ca khúc vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta cũng mới biết thêm một cái điều nữa từ cô Vân Trang. Không phải chỉ là xinh đẹp, diễn phim hay, diễn kịch hay, mà còn hát cũng hay nữa phải không quý vị? Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều nha, đã hỗ trợ cho bé Vĩ Dạ trong tiết mục này. Cảm ơn em. Một cái cảm xúc thật là ngọt ngào phải không quý vị? Và trong cái sự ngọt ngào đó có một chút gì đó nó làm cho trái tim mình nó nghẹn nghẹn lại với cái tiết mục này. Mời ý kiến từ các vị giám khảo. Trời ơi, con là một thí sinh đối với chú rất 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 ấn tượng. Câu dẫn chuyện của con, con nói trên trời dưới đất, coi như là dưới biển non sông gì con nói hết, mà con không vấp một lời nữa. Cái đó là chú rất khâm phục con luôn. Mà cái giọng nói rất là truyền cảm, nói ra coi như dằn đóng đinh, thuyết phục, làm người ta chú ý. Con biết là con đứng trên sân khấu không rời mắt vì con được, bởi vì cái cách nói chuyện của con quá chuyên nghiệp và như một MC thực thụ mà phải thu hút mọi người. Bây giờ chú biết là ba vị giám khảo còn lại cảm xúc dâng trào để nói với con, cho nên chú sẽ không nói tiếp, chú chỉ cho con 2 từ: xuất sắc. Cảm ơn chú Quang Lê. Xin mời ý kiến từ cô Thanh Hằng. Xuất sắc con ơi. Tuyệt vời lắm con ơi. Thôi giờ cô nhường lại lời cho dạ, cô Việt tuyệt Hương. Tuyệt vời như thế nào thì nhờ cô Việt Hương nói tiếp ạ. Cái gì mà nói về mẹ thì đánh vào cái lòng của Hương, nghĩ là tất cả các bạn, kể cả khi các bạn lập gia đình thì cái lúc mà mang thai cũng là cái người mẹ, là cái người chăm sóc mình nhiều nhất. Nhưng hôm nay cô chấm cho con là cô sẽ tách ra 2 phần. Một phần là MC và một phần là diễn viên. Nếu như hôm nay con là MC thì con đã xuất sắc trong vai trò của con rồi. Nhưng bên cạnh đó cô muốn con phải diễn bằng cái cách là khi con nói một câu văn chữ gì, con phải có cái điểm dừng để nhấn nhá hoặc biểu lộ tình cảm, chứ không đọc suông. Phần cảm xúc thì con nghe cô Vân Trang đọc khác con rất nhiều. Và hôm nay cái may mắn là cô Vân Trang cổ diễn quá giỏi mà cổ lại hát hay nữa, cho nên cổ nâng con lên ở cái phần diễn viên. Và cô Vân Trang đã thoại theo cái người mẹ vừa mất mẹ và chuẩn bị làm mẹ. Còn con quá nhỏ để con biết cái điều đó, cho nên khi con cảm xúc con đọc với ông Tiên Hoàng Mèo ở trên kia kìa, thì cô Việt Hương muốn là con phải diễn theo cái giọng nói của cái đứa bé muốn như vậy, chứ không phải là đọc văn như là một cái người MC. Nên đối với cô Hương á, ngay từ đầu cô mê con lắm, tại vì khó có đứa trẻ nào mà thuộc lời, nói giỏi, hát hay, diễn được như con. Mà nhưng, đẹp nữa cô Hương. Dạ, mà xinh đẹp. Mà đã dạy con còn ở vùng xa tới đây mất thời gian rất nhiều. Nhưng hôm nay cô phải khó một chút xíu để càng bước về sau, càng các bạn giỏi hơn, thì cái sức ảnh hưởng của con đối với khán giả, người ta phải cảm thấy thuyết phục 100%. Thì người ta nói, ô bé, nó thuyết trình giỏi quá, hùng biện giỏi quá, nhưng khúc vô tình cảm là con phải tình cảm chứ không có thuộc lời. Con thuộc lời nó bị đều, làm mất cái tình cảm đó đi. Giống như con nói với chú Hoàng Mèo á, ông ơi, con thương mẹ đó quá, con muốn ở với mẹ đó. Mẹ đó đã có thai 5 tháng rồi mà mẹ còn chưa thấy mẹ khỏe mà bị ngén ăn. Những cái lời đó là những lời tình cảm chứ không phải những lời thuộc lòng ha. Cho nên cô Phương Hương phải chia 2 cái mạch ra để nói cho con hiểu, bị vì con nhỏ quá. Cái mạch MC con làm xuất sắc, nhưng mà cái mạch về diễn viên để nói về cái tình cảm thì chưa có đủ cảm xúc, cho nên cô sẽ trừ con một chút xíu điểm thôi, yên tâm dạ. Nha. Cảm ơn cô Hương. Đúng là cô cũng đồng cảm với các cô chú ở đây như vậy đó. Khi mà con ra đọc cái bài văn á, thực sự con là một thiên tài thần đồng chứ không phải là giỡn đâu. Bài mà có rất là nhiều từ trúc trắc ở trong đó mà con thuộc lòng hết.
Còn cái phần mà cô Việt Hương nhận xét con về biểu diễn á, về cái cách con diễn xuất á, thì đúng thật là cô Việt Hương nhận xét con hoàn toàn là chính xác. Phải có những cái điểm dừng, phải có thêm những cái diễn xuất. Nhưng mà cô biết là con chưa đâu, tại con còn nhỏ quá, đang là thể hiện cái thế mạnh là nói trước, cho nên giống như một cái nhân vật dẫn chuyện vậy. Đó, cho nên với cô thì cô có thể chăm chút chút xíu, nhưng mà nhớ lời cô Việt Hương, phải về, nếu mà được vào vòng trong, có diễn xuất thì phải tăng thêm cái phần diễn xuất nữa ha. Với thực sự là chú Quốc Đại rất là khôn khéo khi mời người bạn thân của mình là cô Vân Trang vào đây, làm cho tiết mục của con rất là đẹp, rất là giàu cảm xúc và cô hát rất là hay. Cho nên đối với cô, tiết mục này là một tiết mục hoàn chỉnh. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Giờ con muốn nghe điểm số từ cô chú nào trước đây? Cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô cho con bao nhiêu điểm? 9 điểm, tết 50. 9 điểm rưỡi đó con. Rồi ai nữa? Cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang. Cô cho con 10 điểm. Wow. Con xin chào các cô, các chú. Con tên là Phạm Thị Kha Thi. Năm nay con 11 tuổi. Con đến từ huyện Củ Chi. Trời đất ơi, bận áo dài tôi biết Củ Chi liền. Bây giờ lên đây làm gì mà bận đồ như thập niên 60, 70 vậy tím ba? Dạ, con hát hai câu giọng cổ. Trời ơi, thì mặc bộ đồ này hát hai câu giọng cổ là đúng rồi. Bà nói không đúng thì tôi xử bà đẹp liền á. Con mong thầy ôi cao dày biết bao, dạy chúng em, dạy chúng em nên cất cái giọng lên tôi chịu quá. Cái ba chữ đầu thôi tôi quay qua tôi nhìn vàng liền, giống cô Mỹ Châu á, cái giọng khàn khàn chầm chầm xuống á, nghe đã lắm thím. Được thím ơi, tôi cho thím một phiếu vô đó. Chúc mừng con, mới đầu mà mình đã có dạ, được một phiếu. Cảm ơn cô. Từ cô Việt Hương rồi. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Con có cái giọng ca sáng cũng rất là tốt. Sao đây huấn luyện gì? Cưng lắm chị ơi, chịu chị Hằng. Được. Chị hỏi bình tinh luôn, tại vì mình không biết, mình ngồi đây mình để mình học luôn. Cô toàn nghe cô Thanh Hằng với các cô chú đàn anh đàn chị, những bậc thầy hát thôi, thì cô biết được một điều là nấc á, thì nó cũng phải nấc có những cái chỗ nó hợp lý. Còn cái nguyên cái đoạn đầu của con sử dụng nấc có những cái chỗ nó không hợp lý thì đâm ra nghe cái bài không có mướt. Đúng không chị Thanh Hằng? Đúng vậy em. Con cũng bị cái nhịp nó bị chao, con chưa có chính xác. Cái cuối thì chắc là tại con rung cho nên rung là quá. Nó hột nhiều quá. Bé thì nói chung là còn nhiều sơ sót. Thì nếu mà quý vị giám khảo cho bé một cái cơ hội thì mình tin cũng sẽ cố gắng. Đó, ừ, okay. Nó ở một bên luôn đó. Nếu vậy thì chị sẽ cho con có một cái cơ hội để con bước vào bên trong đi theo thầy, để thầy có thể huấn luyện con lại. Thì lần sau gặp lại con sẽ khác hơn hẳn nữa nha con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Về cái phần mà
Tân Cổ á, thì cô không rành bằng cô Thanh Hằng hay cô Bình Tinh. Nhưng nếu như cô Thanh Hằng đồng ý mà cô Việt Hương cũng ủng hộ, rồi cô Bình Tinh cũng cảm thấy tự tin khi nhận con về đội, thì cô sẽ cho con một phiếu. Yeah, chúc mừng. Cảm ơn con. Con nhận thêm một lá phiếu nữa từ cô Đoan Trang. Thứ ba về đi, thứ ba. Như vậy là với bé Kha Ti, lớp học dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh đã hoàn thiện. Đó là cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi ôi, gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương.
con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha, lúc mà con đứng không cao á, cái cô đẩy con lên, thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngơ ngác mới có 5 tuổi đầu, ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên, cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó, nhẹ nhàng. Cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình, giỏi lắm, thấy thương vô cùng luôn vậy đó. Mấy cô khen con đó, con thích không? Thích lắm á. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. À, chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong, cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn.